Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay thì mình sẽ thực hiện một món chè, đó là mình sẽ nấu chè khoai môn nếp than. Ở đây thì mình đã chuẩn bị 150g nếp than, một củ khoai môn, đường 100g. Cái này là bột nước cốt dừa. Mình sử dụng bột nước cốt dừa vì mình không mua được cái nước cốt dừa tươi á. Các bạn có thể mình sử dụng cái nước cốt dừa tươi. Và cái nếp than này để cho cái chè của mình được dẻo thì các bạn có thể cho thêm một chút nếp trắng nhá. Gạo nếp thường của mình ấy. Nhưng mà ở đây thì mình chỉ sử dụng nếp than. Và để cho chè của mình để được đặc sánh hơn thì mình sẽ cho vào thêm khoảng một muỗng bột sắn dây nhé. Bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào thực hiện món chè khoai môn nấu với nếp than. Đầu tiên ở đây thì củ khoai môn mình gọt vỏ, mình lựa cái củ khoai môn vừa vừa thôi. Đây là khoai môn cao nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cắt. Sau khi mình đã cắt xong khoai môn thì bây giờ mình sẽ mang khoai môn đi luộc. Mình sẽ luộc riêng khoai môn và gạo nếp than này thì mình sẽ vo sạch khoảng 2 đến 3 lần cho nó sạch hết cái bẩn và cái chấu, và mình sẽ cho vào khoảng 2 lít nước để mình nấu nhé. Đối với cái khoai môn này thì mình có thể hấp hoặc là luộc sơ để cho khoai môn của mình nó chín, nhưng mà không cần chín kỹ vì khi mà mình nấu chè, nếu mình cho trực tiếp cái khoai môn này mình vào mình nấu chung với nếp thì khoai môn của mình nó sẽ bị nát, nên là mình sẽ nấu cho khoai môn của mình chín trước và mình nấu nếp cho nếp chín kỹ, thì lúc mình cho khoai môn vào thì khoai môn của mình nó sẽ không bị nát, nó sẽ còn nguyên cái hạt mà mình thái như thế này. Đây là nước mình sẽ luộc khoai môn và mình sẽ cho vào đây một xíu muối nhé. Một xíu thôi, khoảng bằng 1/3 cái muỗng cà phê muối thôi nhé. Mình đợi cho nước của mình nó sôi lên rồi. Mình sẽ cho khoai môn vào nhé. Ôi, có một miếng mình chưa quên, mình chưa cắt. Mình luộc cho cái khoai môn của mình nó chín. À, mình vớt ra rổ, mình để ráo để tránh cái khoai môn của mình nó bị nát. Không, ở công đoạn này thì mình chỉ cần luộc cho khoai môn chín tới thôi nhé. Không cần phải luộc chín quá, thì khi mình cho vào chè thì khoai môn của mình nó sẽ bị nát. Đây là nồi mình đã đổ nước cẩm. Mình cũng cho vào một xíu muối bằng cái đầu đũa nhé, để cho cái nếp của mình nó được đậm đà. Còn đường thì khi nào mà nếp nó chín thì mình sẽ cho đường nhé. Sau khi mà cái gạo nếp than của mình nấu được khoảng cũng, nếu mà các bạn ngâm thì có thể là sẽ nhanh hơn, còn nếu mà không ngâm thì khoảng 35 đến 40 phút cái nếp này của mình nó sẽ nở như thế này rồi, nó chín. Mình bóp mình thấy nó chín rồi thì mình sẽ cho cái phần là đường. Cho tùy thuộc vào cái khẩu vị của gia đình mình nhé. Nếu mà nhà mình muốn ăn ngọt hơn thì mình có thể nêm nếm sao cho nó vừa.
sau khi mà mình cho đường vào được khoảng 5 phút mình nấu sôi, đường của mình nó ngấm vào gạo rồi thì mình sẽ cho cái phần mà khoai môn của mình đã luộc sẵn vào nhé. Và để cho cái nồi chè của mình nó có cái độ sánh thì cái gạo nếp than của mình là nó có một cái lớp vỏ bên ngoài nên là nó sẽ không nó không dẻo nhiều. Nếu các bạn thích dẻo nhiều thì mình có thể pha thêm một chút nếp trắng nhé. Và bây giờ mình sẽ cho thêm một khoảng một muỗng bột sắn dây mình hòa nước mình cho vào để cho cái nồi chè của mình nó được sánh. Mình để cho nồi chè của mình sôi lại khoảng 5 phút nữa thì mình sẽ tắt bếp và mình đã vừa hoàn thành xong nồi chè khoai môn nấu với gạo nếp than rồi đó các bạn. Mình để sôi 5 phút là được rồi. Cái khoai môn của mình nó cũng đã chín rồi. Nồi chè rất là hấp dẫn luôn đó các bạn. Đấy. Cái món chè này thì mình thích ăn nóng cũng được mà ăn lạnh cũng được. Rất là ngon luôn. Mình ăn kèm với nước cốt dừa. Nước cốt dừa mình nấu từ cái bột nước cốt dừa lúc nãy mà mình đã chuẩn bị rồi á. Mình đã nấu xong, bây giờ mình sẽ múc thử ra một chén nhé. Đây là chén chè mà mình vừa múc ở trên bếp xuống. Đây các bạn, mình sẽ quay sát để các bạn thấy. Đó là khoai môn thì nó sẽ không bị bể nát, nếp cẩm thì nó có vị dẻo và vị sánh vừa, chan thêm nước cốt dừa, ăn cái vị béo ngậy của nếp cẩm quyện với nước cốt dừa bùi bùi của khoai môn, ăn rất là ngon. Hy vọng là với món chè này thì các bạn sẽ có cho thêm cho mình một món ăn rất là bổ dưỡng cho cả gia đình vào dịp cuối tuần. Video thực hiện món chè nếp cẩm khoai môn nấu với nếp than, mình cứ lộn là nếp cẩm vì hai cái loại nếp này nó cũng giống nhau. Mình cũng rất là lâu rồi mới phân biệt được hai cái loại nếp này. Vậy các bạn có thể tiện thì mình nấu nếp cẩm cũng được, còn không thì mình nấu nếp than nhé. Ở trong Nam thì mình thấy là nếp than phổ biến hơn thì mình có thể nấu nếp than. Còn ở ngoài Bắc thì mình thấy nếp cẩm phổ biến hơn thì mình cũng có thể nấu nếp cẩm. Vì mình đã từng mình sử dụng hai loại nếp này thì mình nấu thì mình thấy chè ăn cũng rất là ngon, vị cũng tương tự như nhau. Các bạn có thể làm thử và cùng thưởng thức với gia đình của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Nếu yêu thích video của mình thì nhớ like và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất nhé. Xin chào các bạn.